Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị đang theo dõi những số đối thoại đầu tiên nằm trong vệ đề tài của chương trình đối thoại vào những thời điểm đầu tiên của năm 2020. Đó là vấn đề phát triển hộ kinh doanh thành doanh nghiệp, khuyến khích hay ép buộc. Đây là một đề tài chúng tôi thực hiện dựa trên những yêu cầu của quý vị khán giả, của các doanh nghiệp trong chương trình đầu tiên của năm mới. Và mong muốn trong năm nay chúng tôi bàn kỹ hơn về mục tiêu đạt được 1 triệu doanh nghiệp trong năm 2020. Và trong một thời gian vừa qua thì chúng ta đã làm những việc gì để có thể đạt được mục tiêu này, những rào cản, những khó khăn và những thuận lợi giúp chúng ta có thể đạt được mục tiêu trong năm 2020. Thì chúng tôi hy vọng là sẽ có một chương trình rất là nhiều thông tin mở đầu về đề tài này cho quý vị khán giả. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Bà Ngô Thị Bích Quyên, Chủ tịch BNI Hà Nội. Ông Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội tỉnh Bắc Ninh. Vâng, trước tiên là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay đối thoại và tham gia vào một chương trình với một đề tài có lẽ là không mới, tuy nhiên là luôn luôn nóng bỏng với cộng đồng doanh nghiệp và nhận được rất nhiều sự quan tâm về cái tính cấp bách, tính cần thiết cho cái thời điểm năm 2020 để đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra. Thì trước khi mà chúng ta bàn về chủ đề này, xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, cả nước hiện có trên 5,5 triệu hộ kinh doanh, ước tính tổng tài sản khoảng trên 655.000 tỷ đồng, tạo ra khoảng trên 2,2 triệu tỷ đồng doanh thu, nộp trên 12,362 tỷ đồng tiền thuế, giải quyết 7,945 triệu lao động. Trong số đó, khoảng 80% hộ kinh doanh hoạt động trong ngành công nghiệp xây dựng, 20% trong ngành thương mại dịch vụ, trong đó tập trung vào lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy, 45%, lưu trú ăn uống 16%. Vâng, thưa ba khách mời, như tôi đã giới thiệu thì đây là một chủ đề không mới. Trong suốt cả năm 2019, kênh truyền hình VTV cũng đã thực hiện rất nhiều cái chương trình để bàn về chủ đề này. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu năm 2020, chúng ta nhìn lại những cái việc mà chúng ta đã làm được của năm 2019 và với cái mục tiêu của năm 2020 thì các khách mời đánh giá thế nào về cái việc là chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp thì là một việc sẽ mang lại những lợi ích gì cho nền kinh tế, cho doanh nghiệp ạ? Thì trước là với góc độ của doanh nghiệp thì bà Quyên có ý kiến đầu tiên ạ? Vâng, cảm ơn chị Chi đã mời tôi tham dự chương trình này. Về quan điểm cá nhân của tôi khi nhìn vào cái mục tiêu đạt 1 triệu doanh nghiệp của chính phủ và đặc biệt là tập trung vào cái việc chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên doanh nghiệp. Theo cái quan điểm của tôi thì dưới cái góc nhìn của quản lý nền kinh tế hoặc là dưới góc độ của thuế thì điều đó sẽ tốt cho cái nền kinh tế của cả một quốc gia. Tuy nhiên thì từ phía các cái chủ hộ kinh doanh cá thể thì chúng ta cũng phải rất là thành thật mà nói rằng là chúng ta cần một cái sự phát triển về năng lực của các cái chủ hộ kinh doanh cá thể đó. Tại vì nếu như chúng ta quá nóng vội vào cái mục tiêu này mà bỏ quên cái phần cái năng lực, đặc biệt là năng lực quản trị, thì đấy là cái nỗi sợ hãi hay là còn gọi là một cái điểm mà nó làm cho các cái chủ hộ kinh doanh cá thể họ rất là lo lắng. Đặc biệt là từ cái việc là mình ví dụ như là quản trị tiền, dòng tiền, rồi là cách thu chi ghi chép, rồi thuế má, các loại hình thức thuế từ cái hộ kinh doanh cá thể thì rất là đơn giản, sang cái công ty thì lại phải thuế hạch toán như thế nào, lại phải có hiểu biết và kiến thức về chỗ đó. Rồi đặc biệt khi tôi làm việc với rất là nhiều các cái anh chị chủ doanh nghiệp nhỏ hay là chủ hộ kinh doanh cá thể thì các anh chị rất lo ngại về việc là tôi không biết tuyển dụng. Vì trước đây công ty hay là chủ hộ nhà tôi thì có chồng tôi, có một vài người nhà và tự làm với nhau, tự phân bổ thôi. Nhưng đến một ngày cái đơn vị đấy nó lớn lên thì tôi cũng biết tuyển người ngoài như thế nào. Và bản thân người lao động người ta cũng không có thích làm việc ở trong cái môi trường gia đình như vậy. Cho nên là có rất là nhiều khó khăn mà chính phủ cũng cần lưu tâm đến cái vấn đề là làm thế nào để nâng cao cái năng lực quản trị cho các cái chủ hộ kinh doanh cá thể hiện nay. Khi họ được nâng cao cái năng lực về mặt quản trị lên, cái nhận thức lên thì rõ ràng là họ cũng sẽ nhận được rất là nhiều những chính sách lớn từ chính phủ, hỗ trợ về thuế. Thì có rất nhiều cái mà chính phủ đã và đang làm hiện nay thì tôi nghĩ chúng ta tiếp tục phát huy và đặc biệt tập trung vào cái phần gọi là nâng cao năng lực cho các chủ hộ kinh doanh cá thể thì họ sẽ có một cái độ chín trong cái năng lực và họ tự nhận thấy những cái lợi ích họ sẽ lợi ích, họ sẽ tự động chuyển đổi. Dạ. Tuy nhiên trong cái thời gian vừa qua chúng ta đâu có ép buộc ạ, chúng ta đang hoàn toàn là khuyến khích ạ. Như vậy thì đâu cần phải sợ hãi đâu ạ. Rõ ràng là chúng ta đủ năng lực thì chúng ta sẽ chuyển lên thành doanh nghiệp ạ, hoặc là có lợi chúng ta sẽ chuyển lên chứ ạ. Thì đúng là như vậy, nhưng mà tôi cũng không biết như thế nào là đủ năng lực cả.
Tôi cũng không biết như thế nào. Tự bản thân họ vâng, đủ đấy, vâng. Cho nên là cái tự tin là ở đến ở phía người chủ doanh chủ hộ đó, họ phải đủ cái nhận thức để họ nghĩ rằng họ đủ. Và nếu mà họ biết là họ thiếu cái gì thì có nghĩa là chúng ta đã biết cách để giúp họ rồi. Nhưng có rất nhiều người họ cũng không biết là tôi đang thiếu cái gì và tại sao bây giờ tôi lại phải báo cáo thuế hàng tháng. Ví dụ vậy chẳng hạn. Trước đây thì họ không phải báo cáo thuế như vậy. Tức là đấy là những băn khoăn mà doanh nghiệp chia sẻ với cả một đơn vị tư vấn như chỗ bà Quyên ạ. Dạ vâng. Vâng. Cách đây hơn 10 năm thì khi đó tôi còn làm phó giám đốc sở cái đầu tư của tỉnh Bắc Ninh. Thì chúng tôi đã có một cái dự án của IFC nghiên cứu khảo sát rất là chi tiết về những cái rào cản từ phía chính sách cũng như là những vấn đề nhìn từ góc nhìn của doanh nghiệp liên quan đến việc các hộ gia đình họ có nên trở thành doanh nghiệp hay không. Và có thấy những cái vấn đề là doanh nghiệp thì họ chưa tin tưởng vào những cái quy định, ví dụ như về thuế, về đảm bảo môi trường, về thanh tra kiểm tra, để khi họ hộ trở thành doanh nghiệp thì không làm cho cái chi phí tăng lên. Thì họ lo ngại nhất là khi trở thành doanh nghiệp thì các chi phí tăng lên, bao gồm các loại chi phí về thực hiện các nghĩa vụ về thuế, về các điều kiện kinh doanh, về thanh tra kiểm tra. Mặc dù thì trong chúng tôi đã làm những cái cuộc đối thoại rất là nhiều cuộc tại địa bàn, thậm chí là chúng tôi đã xuống đến từng làng nghề một để đối thoại cái việc này. Các cơ quan nhà nước thì đã đi giải thích cho doanh nghiệp biết rằng là khi trở thành doanh nghiệp thì không hề làm tăng lên, mà chỉ là nghĩa vụ tuân thủ thì của trở thành doanh nghiệp thì thực hiện đúng như vậy. Và đồng thời là khi mà doanh nghiệp trở thành hộ kinh doanh, trở thành doanh nghiệp thì có nhiều cái thuận lợi. Tuy vậy thì người dân vẫn dường như là chưa hoàn toàn tin về cái điều đấy. Thế thì có thể nói là cái câu chuyện đầu tiên ở đây tôi thấy rằng là cái môi trường kinh doanh minh bạch, và sau đó là cái niềm tin của hộ kinh doanh vào cái môi trường kinh doanh đấy thì là yếu tố quan trọng để làm sao đấy. Trên thực tế thì trong luật doanh nghiệp hiện hành cũng đã quy định là những cái điều kiện như thế nào đấy thì phải trở thành doanh nghiệp. Tuy vậy thì doanh nghiệp người ta sẽ lựa chọn khi nào người ta gặp những cái tình huống kinh doanh mà cần phải thành doanh nghiệp thì người ta sẽ tự chuyển đổi, mà chúng ta cũng chẳng cần phải cái động viên gì cả. Ví dụ như là một số lĩnh vực liên quan đến tiếp cận nguồn lực về đất đai, hay là kinh doanh có điều kiện, hay là một số cái ngành nghề theo cái yêu cầu là phải doanh nghiệp thì tự người ta doanh nghiệp. Thì trên thực tế thì cũng có những trường hợp mà chúng tôi đã gặp là người ta chuyển thành doanh nghiệp để tiếp cận xong các điều kiện đấy thì người ta lại xin giải thể doanh nghiệp và người ta lại chuyển về hộ, nhất là khu vực làng nghề. Thì có thể nhìn thấy ở đây rằng là một mặt là như chị Quyên nói về yếu tố quản trị, thì còn mặt thứ hai là lợi ích. Vậy thì tóm lại họ sẽ được cái gì khi họ chuyển đổi thành doanh nghiệp? Như vậy thì cái chính sách của chúng ta khi mà khuyến khích trở thành doanh nghiệp thì nó phải dựa trên những cái lợi ích về chính sách. Mà ở đây dường như là cái câu chuyện liên quan đến cái việc là miễn phí các thứ chưa phải là vấn đề lớn. Vấn đề là minh bạch về chính sách để họ thấy có niềm tin rằng là để trở thành doanh nghiệp. Thứ hai là khi đó họ được lợi thì họ sẽ thay đổi. Thế thì vấn đề ở đây là chúng ta sẽ thiết kế những quy định như thế nào? Tôi thì có mấy cái chia sẻ thế này. Thứ nhất là mình bàn về cái chính sách về chuyển đổi hộ thành doanh nghiệp. Thì mình thử hiểu xem lý do tại sao lại lại có cái chính sách đấy. Thực tế thực hiện như thế nào? Và cái hai là tôi cho rằng là thế thì thực sự đó có nên coi là một cái chính sách tạm gọi là mà dồn rất nhiều nguồn lực vào để thực thi hay không? Và nếu như thực thi được nó thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Đấy là cái mà kết quả tốt đẹp gì xảy ra. Thì tôi cho rằng là thế này. Trước hết là nếu như nhìn cái chính sách về chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp thì cái này nó bắt nguồn có lẽ là thảo luận nhiều nhất từ khi chúng ta xây dựng cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đấy là cái đầu tiên. Và trước đấy thì cũng có, nhưng mà nó ở cái dạng gọi là phi chính sách, tức là các cái biện pháp mà như anh Bắc nói là một số cái tổ chức họ cũng hỗ trợ để chuyển đổi cái hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Thì tôi cho rằng là cái căn nguyên ở đây đứng từ phía chính phủ, thì chính phủ mong muốn một điều tốt đẹp. Nghĩa là chính phủ hiểu rằng là doanh nghiệp thì có nghĩa là một cái gì đó chuyên nghiệp hơn này, một cái gì đó mà cơ hội kinh doanh nó mở rộng hơn này, một cái gì đó mà xét về mặt môi trường, về mặt lao động, về mặt tài chính là nó minh bạch hơn. Đấy là cái mà chúng ta hình dung so với lại cái hình thức kinh doanh là hộ. Thế thì chính phủ mong muốn ở đây là, rõ ràng ở đây không phải là, tôi cho rằng là không có cái ý là muốn chuyển hộ lên thành doanh nghiệp để chúng ta thu thuế nhiều hơn. Nhưng ít nhất là ở đây chính phủ thể hiện rất rõ là muốn kinh doanh nó chuyên nghiệp hơn. Muốn kinh doanh nó có cơ, doanh nghiệp, mọi người dân có cơ hội phát triển tốt hơn. Cái người lao động có cái điều kiện lao động tốt hơn và các cái hoạt động về kinh doanh nó trở nên minh bạch hơn. Đấy là cái mà tôi cho rằng cũng là một cái ý. Và theo tôi là rất tốt. Đấy là cái đầu tiên.
Và như vậy thì luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời và đã có rất nhiều cái chính sách kèm theo, như anh Bắc nói là các cái vấn đề về hỗ trợ, về thủ tục hỗ trợ, về miễn phí lệ phí, rồi thậm chí miễn cả các cái loại thuế, những cái chính sách thuế đi theo để thúc đẩy cái hỗ trợ. Thế tuy nhiên chúng ta hình dung ra rằng là thế trên thực tế thì quan sát của tôi rõ ràng là cái chính sách này theo đánh giá của tôi hiện cho đến nay nó không thành công. Đấy là cái đầu tiên. Và chúng ta nhìn thấy như anh Bắc nói là cái số lượng mà hộ chuyển lên doanh nghiệp là rất ít so với kỳ vọng. Rất nhiều hộ chuyển lên rồi lại chuyển xuống. Nó gọi là tái hộ. Đấy là cái mà chúng ta nhìn thấy là cái chính sách như vậy. Thế thì tại sao nó không thành công? Thì tôi cho rằng là như anh Bắc nói là nó không thành công bởi vì thứ nhất là tôi khẳng định rằng hộ người ta trước khi kinh doanh, một số hộ thì có thể không nhận thức được là cái lợi ích kinh doanh giữa doanh nghiệp và hộ là gì. Nhưng mà rất nhiều khi mà tôi tiếp xúc thì hộ, một người dân bình thường họ hoàn toàn ý thức được là doanh nghiệp có lợi gì, hộ có lợi gì và tại sao họ lại chọn hộ, chứ hoàn toàn không ngẫu nhiên. Và như vậy rõ ràng ở đây rõ ràng là chúng ta hình dung ra họ nhận thức được rất rõ là cái lợi ích kinh doanh của họ là hộ. Và như vậy thì các họ cân nhắc với lại cái lợi ích bởi các cái chính sách đưa ra là các cái chính sách kia so với lợi ích họ đang kinh doanh ở hộ và lợi ích họ nếu như họ trở thành doanh nghiệp thì họ sẽ quyết định cái bài toán đó. Chứ có lẽ rằng là đấy là chính vì vậy mà các cái chính sách kia thì họ nhìn thấy rằng là nó cũng không có lợi ích lâu dài nếu như họ chuyển lên doanh nghiệp. Và như vậy thì lợi ích lâu dài của họ phải là kinh doanh là hộ. Vâng. Và như vậy thì họ rất ngần ngại để chuyển lên thành doanh nghiệp. Đấy là cái mà tôi nhìn thấy cái gốc rễ sâu xa. Thế thì ở đây tôi cho rằng là cá nhân tôi quan điểm cho rằng là cái việc chuyển đổi hộ thành doanh nghiệp hãy nên coi nó là một sự lựa chọn của nhà đầu tư chứ không phải là sự lựa chọn của chính sách. Có nghĩa rằng là mục tiêu của chính sách thì tôi luôn có tâm niệm rằng là mục tiêu của chính phủ là phải đưa ra nhiều hình thức kinh doanh đa dạng khác nhau. Để trên cơ sở đó thì nhà đầu tư họ lựa chọn một cái hình thức kinh doanh phù hợp, có thể là hộ, có thể là doanh nghiệp. Và việc họ kinh doanh là hộ hay doanh nghiệp là họ tự đánh giá cái lợi ích phù hợp với khả năng của mình, nhu cầu của mình, quy mô kinh doanh của mình, sở thích của mình, các cái hoàn cảnh để họ lựa chọn một cái hình thức kinh doanh phù hợp. Và nếu như chúng ta có chính sách chuyển đổi thì rõ ràng ở đây phải là các cái biện pháp khuyến khích chứ không thể nào mà chúng ta gọi là đưa ra những cái ép buộc hành chính. Vâng. Trong thời gian vừa qua chúng ta cũng khuyến khích chưa đủ để các hộ kinh doanh có thể chuyển đổi đến doanh nghiệp à? Tôi cho rằng là cái mấu chốt ở đây có lẽ rằng là đầu tiên chúng ta phải, tôi thì tôi luôn đặt câu chuyện là cái đích của chúng ta không phải là chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Đấy, mấu chốt của chúng tôi thì tôi luôn đặt vấn đề ở đây mấu chốt, nếu như chúng ta tiếp cận cách khác thì chúng ta có cái chính sách khác. Tôi thì hoàn toàn tiếp cận theo một cách khác, có nghĩa là tôi cho rằng là cái sự đa dạng hóa hình thức đầu tư là quan trọng. Và như vậy thì thậm chí phải thừa nhận cái sự tồn tại kinh doanh của hộ là một hình thức kinh doanh. Theo tôi nó rất phù hợp với lại cái quy mô kinh doanh nhỏ, một cá nhân đi kinh doanh, cái sự gia nhập thị trường và rút lui khỏi thị trường thậm chí trong vòng một ngày. Trong vòng một ngày, có buổi sáng tôi có một cơ hội kinh doanh, tôi đăng ký thành một cá nhân kinh doanh, tôi hết thúc cơ hội kinh doanh đó, chúng tôi nộp thuế và buổi chiều tôi dừng kinh doanh. Và tôi có thể với cái số tiền lãi tôi có thể rong chơi vài năm sau tôi lại tiếp tục nghĩ đến hoạt động kinh doanh. Mà cái thành lập doanh nghiệp không thể làm được. Và bây giờ cũng có rất nhiều những cái người kinh doanh ta gọi là freelancer, tức là gọi là cái kinh doanh hành nghề tự do. Một kiến trúc sư họ không thành lập công ty thì họ thấy rất phức tạp, họ hành nghề một cách cá nhân. Thì rõ ràng là tôi cho rằng là cái nếu như chúng ta đặt vấn đề ở đây không phải là chúng ta muốn mọi hoạt động kinh doanh phải là doanh nghiệp. Và như vậy thì rõ ràng nếu như tôi đặt vấn đề ngược lại là nếu như chúng ta đa dạng hóa hình thức kinh doanh và hộ kinh doanh, cái hộ kinh doanh tên gọi có thể nó hơi làm cho chúng ta không rõ nghĩa, nhưng hộ kinh doanh rất giống với hình thức một cá nhân đi kinh doanh mà không phải thành lập ra một pháp nhân. Thì nếu như chúng ta đã tiếp cận ở đây là đa dạng hóa lựa chọn này, bổ sung thêm cái sự lựa chọn cho nhà đầu tư để mọi nguồn lực đầu tư dưới bất kể hình thức nào đều có cơ hội tối đa để phát huy, thì rõ ràng cách tiếp cận của chúng ta là khác. Cách tiếp cận của chúng ta như vậy, trong trường hợp này thì cái việc mà chuyển đổi hộ thành doanh nghiệp nó giống như chuyển đổi công ty trách nhiệm hạn thành công ty cổ phần, hay chuyển đổi thành công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hạn, vì đó là cái quá trình mà họ cơ cấu lại hoạt động kinh doanh làm sao nó phù hợp nhất và nó thích ứng với cái sự linh hoạt của thị trường. Tức là theo ý kiến ông Hiếu là chúng ta đừng quá quan tâm đến cái mục tiêu đấy nữa và cũng không có dồn quá nhiều nguồn lực để có thể đạt cái con số đấy, đúng không? Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến như vậy. Vâng, bà Quyên nghĩ sao? Tôi thấy ý kiến của anh thì nó rất là phù hợp với cái quy luật phát triển chung của cái nền kinh tế. Tại vì là tôi thì nhìn thấy một cái góc khác trong cái chính sách này.
Tức là bởi vì chúng ta đặt cái mục tiêu trọng tâm là đạt 1 triệu doanh nghiệp. Và cái cách nhanh nhất là chúng ta tập trung vào cái hộ kinh doanh cá thể này và move up, tức là đưa họ lên cái đấy thì hơn có vẻ như là nhanh mới. Hơn. Vâng. Nhanh hơn là cái việc thành lập mới. Tuy nhiên thì phải thừa nhận một điều là cái hộ kinh doanh cá thể họ đóng góp một cái phần rất lớn vào nền kinh tế. Và cái sự linh hoạt của nó trong cái đời sống hàng ngày của nền kinh tế nó có cái sự linh hoạt. Và dù gì chăng nữa là về mặt lợi ích, nói gì thì nói, cứ kinh doanh là cái đang nghĩ đến lợi ích. Thì khi mà cái lợi ích họ duy trì ở dưới cái hình thức là hộ kinh doanh cá thể thì họ được cái gì? Ví dụ luật của mình quy định là trên 10 lao động thì ông phải chuyển đổi thành công ty chẳng hạn. Thì những cái quy định đấy thì tất nhiên là nó sẽ mang cái tính về mặt quản trị nhiều hơn và ép buộc nhiều hơn. Nếu mà thế thì tôi mà là hộ kinh doanh cá thể có thể tôi cũng chỉ duy trì ở 9 thôi phải không anh? Đúng rồi. Còn 2 người thì tôi ký hoặc là thuê 11 người nhưng một người sẽ là phi chính. Vâng, một người sẽ không ấy thì lúc đấy nó chỉ là một cái gì đấy là hình thức thôi. Thế thì cái quan điểm của tôi là cái hộ kinh doanh cá thể có thể là mình sẽ theo hướng của anh ấy là mình sẽ gọi một cái tên gọi gì đấy khác. Cho nó đúng bản chất của nó. Đúng bản chất nhưng mà thực sự là nó mang lại hiệu quả cho cái đối tượng đó. Vâng. Thế còn nếu mà họ nhận thức rằng tôi đấy ví dụ này, họ có một cái hợp đồng, họ có một cái yêu cầu đấy từ phía đối tác, họ nói rằng là ok cái sản phẩm này của bạn tốt như là nghề bên anh chẳng hạn, tôi có thể order để xuất khẩu chẳng hạn, ngay lập tức các anh chị không cần phải khuyến khích gì hết, cái chỗ hộ kinh doanh cá thể đấy họ sẽ lên thành công ty ngay. Bởi vì họ nhìn thấy cái giá trị về mặt hợp đồng và họ sẽ làm. Nhà đầu tư họ rất thấu hiểu điều đó. Họ hiểu đấy ạ, họ hiểu. Tuy nhiên chúng ta có 5,5 triệu hộ kinh doanh cá thể mà chúng ta chuyển đổi tính ra là có mỗi 1 triệu doanh nghiệp thôi mà. Nhưng mà tôi thì tôi chắc phải phản biện lại được. Tôi thì không tin rằng là chính phủ đặt cái việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp để đạt cái mục tiêu con số là 1 triệu doanh nghiệp. Rõ ràng hai cái này theo tôi hoàn toàn là hai cái mục tiêu rất khác nhau. Tôi thì không tin rằng là chính phủ dùng cái biện pháp gọi là chuyển đổi hộ để thành doanh nghiệp để đạt con số 1 triệu. Mà mong muốn của chính phủ ở đây phải tôi thì tôi hiểu rằng là chính phủ rất mong muốn là có một cộng đồng doanh nghiệp chính quy hiện đại có cái năng lực để kinh doanh toàn cầu. Có nghĩa là cái chữ doanh nghiệp ấy, có nghĩa rằng họ có đủ năng lực và họ mong muốn. Và cái mục tiêu này theo tôi là hoàn toàn hợp lý. Khi chúng ta có mục tiêu thì chúng ta mới có mục tiêu cụ thể, thì chúng ta mới có được cái nỗ lực và có những cái chính sách cụ thể. Còn cái việc chuyển đổi hộ kinh doanh tôi cho rằng không phải là mục tiêu để đạt con số mà chúng ta đã đề ra. Nhưng ở trong đó chính phủ cũng có mong muốn rằng là thế thì hộ kinh doanh hay được các nhà làm chính sách cho rằng là đấy là phi chính thức này, không chính thức này, quản lý yếu kém này, quản trị yếu kém này, vân vân, điều kiện lao động không ổn này, vấn đề về môi trường không ổn. Và chính vì vậy họ mong muốn rằng là kinh doanh nó chuyên nghiệp hơn và cải thiện cái hoạt động kinh doanh cho chính bản thân các cái hộ. Chứ còn tôi không tin rằng là dùng cái chuyển đổi hộ là để một biện pháp kỹ thuật để đạt được cái mục tiêu của chính phủ. Tôi tin rằng là chính phủ không nghĩ như vậy. Thế tuy nhiên thì tôi cũng rất thừa nhận rằng là cái hình thức hộ phải có thể cái tên là hộ có thể nó không phù hợp, nhưng bản chất của nó là một cái hình thức kinh doanh rất nhanh nhạy và rất phù hợp. Tôi chỉ lấy một ví dụ mà tôi nói rất là nhiều lần. Nếu như tôi là một người mà tôi mở một quán phở, tôi chỉ xác định là một ngày tôi bán được 100 bát phở. Nếu như bán sớm hết thì tôi cũng nghỉ. Mà bán không hết 100 bát phở mà đến 8 giờ tôi cũng nghỉ. Vì năng lực của tôi chỉ có thế. Thì tôi khẳng định với anh chị là tôi chả thành lập công ty cổ phần làm gì. Vô nghĩa, tôi cũng chả thành lập công ty trách nhiệm hạn làm gì. Và như vậy, cái hộ kinh doanh như một cá nhân kinh doanh rõ ràng là một hình thức kinh doanh phù hợp. Và hơn thế nữa là nó là một cái thử nghiệm kinh doanh rất tốt trước khi anh bước lên doanh nghiệp. Một sinh viên đang ngồi trong ghế nhà trường, một sinh viên đang mới ra trường. Tôi cho rằng đùng một cái họ thành lập một công ty cổ phần có thể là một thách thức và thậm chí triệt tiêu cái ý tưởng kinh doanh. Nhưng họ có thể ngay lập tức bắt đầu bằng một tài khoản trên Facebook, đăng ký thành một hộ kinh doanh và bắt đầu kinh doanh. Và khi họ thấy kinh doanh phát triển, họ hoàn toàn có nhu cầu để chuyển đổi. Và cái chuyển đổi này thì có thể nó tốt ở chỗ là cái chính sách này theo tôi nó tốt ở chỗ là nếu như chúng ta có cái sự chuyển đổi thì khi anh bắt đầu bằng hộ kinh doanh, khi anh chuyển lên doanh nghiệp thì anh nếu như không có cái bắc cầu chuyển đổi thì cái tính liên tục hoạt động kinh doanh nó bị chấm dứt. Có nghĩa là anh phải giải thể hộ và sau đó thành lập doanh nghiệp mới. Mà thành lập doanh nghiệp mới có nghĩa rằng là anh ra một pháp nhân mới. Còn nếu như anh cho chuyển đổi thì có nghĩa là cái chúng ta hình dung cái tuổi của doanh nghiệp, hồ sơ năng lực của doanh nghiệp và cái tính liên tục của doanh nghiệp cũng rất tốt. Tôi thì tôi nghĩ rằng là cái chính sách chuyển đổi nên coi nó như là một công cụ để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh. Đa dạng hóa hoạt động các hình thức đầu tư để nhà đầu tư lựa chọn. Tôi thấy thì cái chương trình 1 triệu doanh nghiệp ấy thì cũng ít nhiều tác động đến những cái hành động khác nhau của các địa phương. Tôi thấy là những cái địa phương thì tôi đi thì
những cái nơi nghèo thì thường họ hay nói mình là tỉnh tôi là ít doanh nghiệp. Thông thường thì người ta cũng hay đồng nghĩa cái con số nhiều hay ít doanh nghiệp với mức độ phát triển của địa phương. Và mọi việc thì đều có cái tính phong trào. Thành thử ra là những địa phương mà ít doanh nghiệp thì cũng có xu hướng là bằng một cách nào đó về mặt hành chính để tăng nhanh được số doanh nghiệp, và cũng coi cái chỉ số doanh nghiệp đấy như là một cái chỉ số của sự phát triển. Ít nhiều thì nó cũng có cái góc độ đấy. Và chúng tôi cũng nhìn thấy là những cái nơi mà có kinh tế phát triển thì dường như thì cũng người ta không quá để ý quá nhiều đến số lượng doanh nghiệp hay không. Thậm chí là khi mà cái kinh tế phát triển nhanh ấy, thì cái số lượng doanh nghiệp nó sẽ tăng rất nhanh tùy theo vào cái hướng phát triển của địa phương đấy. Thế đấy, ví dụ như tỉnh Bắc Ninh trước đây thì khi bọn tôi làm cái kế hoạch cách đây mấy năm về cái số lượng doanh nghiệp ấy, thì sau đó đến năm 2020 là 15.000 doanh nghiệp, thì sau đó là tăng rất là nhanh. Và thực tế đến nay nó đã vượt quá con số đó rồi. Lý do là kinh tế của Bắc Ninh mấy năm vừa rồi là nó phát triển về kinh tế đô thị. Thành thử ra là các hộ kinh doanh đô thị tăng rất là nhanh, kể cả ở thị trấn, các huyện. Thành ra là doanh nghiệp và những cái doanh nghiệp trẻ họ mới thành lập thì thường họ thành lập doanh nghiệp. Và các anh hiểu như thế. Cái này nó liên quan đến tâm lý của lứa tuổi một chút. Những cái người già ở làng nghề thì người ta thích hộ. Nhưng những người trẻ mà kinh doanh đô thị thì có xu hướng là thành lập doanh nghiệp. Thế thì do đó thì mặc dù thì mình cũng không khuyến khích gì, nhưng mà chính sách khuyến khích các hộ, nhưng mà rõ ràng là những cái người trẻ họ mới thành lập thì họ ai thích làm doanh nghiệp, và cái số lượng doanh nghiệp tăng nhanh. Nhưng cũng phải thấy một thực tế là những cái doanh nghiệp mới thành lập của những người trẻ thì chất lượng hoạt động không bằng những cái hộ kinh doanh ở nhiều hộ kinh doanh ở các làng nghề lâu đời. Họ theo cái quy mô của họ, họ tuần tự họ đi lên. Hoặc là họ tách ra từ các hộ của bố, của mẹ, sau đó họ riêng làm ăn riêng, họ tách ra thành một hộ kinh doanh mới. Thì chất lượng hoạt động của những cái hộ đấy thì có khi lại còn tốt hơn, kể cả thu thuế nữa thì tốt hơn doanh nghiệp. Vì vậy ở đây thì tôi nghĩ là cũng có một cái ý là chúng ta cũng không nên quá đề cao cái con số doanh nghiệp đấy. Mặc dù thực tế chúng ta thấy là các địa phương đều có chú ý với một cái quan niệm rất là khác nhau tùy theo điều kiện của từng địa phương. Nhưng mà quả thật là không nên biến thành cái hoạt động mang tính phong trào, mà phải chú trọng đến những cái yếu tố về quy luật kinh tế. Vâng. Tôi rất đồng ý với ý kiến của anh Bắc thôi. Thực ra thì đúng là bởi vì rất nhiều địa phương thì đúng là lấy cái con số hộ doanh nghiệp là một trong những cái chỉ tiêu để đo lường cái sự phát triển kinh tế. Nhưng tôi cho rằng cái thứ đó nó cũng không thực sự là chính xác. Mà chúng ta phải quan điểm rằng là doanh nghiệp hay hộ kinh doanh đó là các cái chủ thể đi kinh doanh. Và như vậy thì họ đều có đóng góp, hộ cũng có đóng góp rất nhiều, cả về lao động, cả về doanh thu, cả về ngân sách. Và nếu như chúng ta đặt lại cái tư duy, bởi vì cái nguồn lực của chúng ta, nếu như chúng ta chỉ dồn vào cái việc mà chuyển đổi hộ lên doanh nghiệp thì nó không tạo ra cái, tôi cho rằng giá trị gia tăng ở đây. Mà mục tiêu của chúng ta là phải mở rộng cả cái số lượng doanh nghiệp, cả cái mới gia nhập thị trường và những nâng cấp cái hiện có. Và nếu như chúng ta tư duy rằng là vấn đề là để cho lựa chọn hình thức kinh doanh nào là một quá trình lựa chọn tự nhiên. Tự nhiên ở đây không có nghĩa rằng là lựa chọn một cách bừa phứa, mà đó là cái nhu cầu của nhà đầu tư và dựa trên cái sự cân bằng lợi ích của nhà đầu tư. Nhiệm vụ của nhà nước là đa dạng hóa hình thức kinh doanh để phù hợp với các hoạt động của nhà đầu tư, và cái việc chuyển đổi hình thức kinh doanh từ hộ sang doanh nghiệp, hay từ doanh nghiệp sang hộ, hay từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần, đó là một hình thức để đảm bảo cái tính liên tục và thúc đẩy cái sự lựa chọn, cái tính đa dạng của các hình thức kinh doanh. Chứ chúng ta không nên coi cái việc chuyển đổi đấy là nhằm mục tiêu như anh Bắc nói, để phát triển cộng đồng doanh nghiệp. Thế thôi đấy, nếu như chúng ta coi như vậy tôi cho rằng là không đúng cái chủ trương chính sách về về chuyển đổi. Đó là một thực tế. Nhưng em có một câu hỏi cho anh ạ. Lúc nãy anh nói là chính phủ thì mong muốn cái việc là để quản lý cái hộ kinh doanh cá thể nó tốt hơn, môi trường làm việc tốt hơn, rồi là tất cả các thứ đấy. Thế thì tại sao chính phủ không tập trung vào cái đối tượng là chủ hộ kinh doanh cá thể và nâng cao năng lực của họ lên, thì họ vẫn nộp thuế bình thường và họ vẫn vui vẻ. Và nếu như họ thấy lợi ích của việc trở thành công ty, họ sẽ tự nguyện đi lên theo đúng quy luật kinh tế ạ. Tôi hoàn toàn đồng ý với chị rằng là rõ ràng là chúng ta nên tiếp cận theo cái cách là trực diện. Vì tôi cũng đã có những cái dự án của các tổ chức quốc tế. Họ đã từng vào đây và họ đặt vấn đề ở đây, cũng đặt vấn đề như chị vừa nói. Là chị Quyên nói là họ không đặt vấn đề là chuyển đổi hộ thành doanh nghiệp, mà họ đặt vấn đề là nâng cao cái năng lực quản trị của hộ. Nâng cao cái kỹ năng kinh doanh của hộ để họ kinh doanh có hiệu quả hơn. Nâng cao cái điều kiện làm việc của hộ để người lao động ở đó tốt hơn. Và nâng cao cái việc mà tuân thủ cái quy định bảo vệ môi trường. Tôi cho rằng là cái vấn đề ở đây có lẽ rằng là không nên dồn quá nhiều nguồn lực, hoặc chỉ dồn nguồn lực vào việc chuyển đổi hộ thành
doanh nghiệp. Vâng. Mà phải tiếp cận như chị Quyên nói, vâng, chính sách ở đây phải là nâng cao năng lực của hộ. Vâng. Để cho họ kinh doanh một cách có hiệu quả. Mục tiêu của mình là kinh doanh có hiệu quả. Dạ. Đảm bảo cái vấn đề về tuân thủ pháp luật về môi trường và nâng cao cái điều kiện lao động. Rõ ràng là tôi cho rằng là như anh Bắc nói thì các địa phương nên hoặc là chính phủ nên tiếp cận ở đây chuyển đổi hộ là một phần của cái việc hướng tới định hướng cho họ kinh doanh một cái chuyên nghiệp. Nhưng cái có lẽ nguồn lực nên thay vì họ gặp hộ này tuyên truyền giáo dục vận động họ chuyển thành doanh nghiệp thì hãy trang bị cho họ cái kỹ năng kinh doanh. Vâng. Nâng cao cái điều kiện việc làm, tuân thủ các cái nâng cao cái chất lượng sản phẩm dịch vụ, tuân thủ các cái tiêu chuẩn tốt thì tự khắc họ sẽ thấy một lúc nào đó họ cũng có thể lên doanh nghiệp hoặc họ lại kinh doanh dưới hình thức hộ nhưng nó cũng hiệu quả cho cả nền kinh tế. Dạ vâng. Tôi lên, mục đích tôi, cuối cùng là hiệu quả mà. Tôi nghĩ nên tiếp cận theo cái cách như vậy. Thì tôi có một cái băn khoăn nhân tiện đây muốn hỏi anh Hiếu xem như thế nào. Ví dụ bây giờ nếu như cũng có một số quan điểm chúng tức là ta gọi là thích chuyển hộ thành doanh nghiệp theo cái chính sách là như vậy. Thì vậy thì có một cái xu hướng nào là khi mình ban hành cái chính sách là đặt ra những điều kiện kinh doanh tức là ngành này hay cách này phải trở thành doanh nghiệp thì anh mới được hoạt động. Và như thế thì tự nhiên anh đã loại giảm bớt cái cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp và cái điều đấy tôi cho rằng là cái hệ thống pháp luật hiện nay đang tiếp cận theo cách của anh Bắc khiến cho người ta phân biệt giữa doanh nghiệp và hộ. Dạ vâng. Tôi nói ví dụ như từ chính sách thuế. Vâng. Rồi rất nhiều ngành nghề kinh doanh có điều kiện yêu cầu phải là doanh nghiệp. Vâng. Như anh Bắc nói, rất nhiều cái người ta bắt buộc phải là doanh nghiệp, thậm chí bắt buộc phải là công ty cổ phần này, công ty trách nhiệm hữu hạn. Và hiện nay tôi thì cho rằng là cái cách tiếp cận chung của hệ thống phải thay đổi. Thay vì cái việc, ví dụ như chính sách thuế, chúng ta hay nói là doanh nghiệp thì như thế này, mà hãy tiếp cận theo cái tính chất và quy mô kinh doanh, mà không phân biệt cái hình thức kinh doanh. Tôi nói ví dụ như về bản chất, nếu như một công ty kinh doanh, một công ty cổ phần mà doanh thu một năm 100 triệu, và một hộ kinh doanh doanh thu một năm 100 triệu, về bản chất phải giống nhau. Không có lý do gì là công ty cổ phần thì ông phải lập mấy chục sổ sách. Rồi ông lại nộp thuế và là thực hiện tất cả các nghĩa vụ khác với lại một cái hình thức về hộ. Thì tôi cho rằng là cái mà hướng cách có lẽ rằng nguồn lực của nhà nước hiện nay là tạo ra một môi trường kinh doanh bình đẳng ở đây theo quy mô, theo tính chất kinh doanh. Chứ không phải phân biệt là tên là anh Bắc thì lại được đối xử khác với ông Hiếu hay tên là Quyên thì được đối xử khác với ông Hiếu. Nhưng thực tế hiện nay rõ ràng là cách tiếp cận của pháp luật phải là như vậy. Và cá nhân tôi với tư cách là Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thì khi đang sửa cái luật doanh nghiệp thì chúng tôi hoàn toàn tiếp cận theo một cái cách như tôi vừa trao đổi là một cách hoàn toàn rất khác với cái cách hiện nay. Là chúng tôi không chuyển đổi hộ thành doanh nghiệp mà chúng tôi đánh giá, chúng tôi nhận thấy rằng cái sự tồn tại của hộ kinh doanh có lẽ là đặc biệt ở Việt Nam. Nhưng nó có thể là một thực thể sẽ tồn tại lâu dài. Và như vậy mình phải thừa nhận nó và bảo hộ nó. Nên là cái cách tiếp cận hiện nay theo quy định cái luật dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi là thừa nhận hộ kinh doanh là một hình thức kinh doanh bên cạnh các hình thức kinh doanh doanh nghiệp khác. Và hãy để và hoàn toàn trao toàn bộ cái quyền lựa chọn cho nhà đầu tư. Thế là họ có thể lựa chọn hộ kinh doanh, có thể lựa chọn doanh nghiệp. Đấy là cái đầu tiên. Và cái thứ hai là chúng tôi nhận thấy rằng là hiện nay chúng ta đang tiếp cận cái hệ thống như tôi vừa phân tích là tiếp cận theo hộ, theo tôi là không hợp lý. Cái thứ nhất, vì chúng ta có cái tâm lý không thích hộ. Tôi khẳng định với anh chị là dường như là tâm lý của hệ thống pháp luật không thích hộ. Nên là chúng ta tiếp cận theo cách là không ép buộc nó hành chính vì sợ phản đối. Nhưng chúng ta lại theo cái cách là chặt chân, chặt tay nó. Tôi lấy ví dụ như hạn chế quyền kinh doanh của hộ. Không cho nó thuê quá 10 lao động. Không chỉ giới hạn phạm vi kinh doanh trong phạm vi quận, huyện, v.v. Như vậy, không được mở chi nhánh vân vân thì khiến cho cái nguồn lực đầu tư dưới hình thức hộ không được cơ hội tối đa để phát huy. Anh bị hạn chế rất nhiều. Thế thì như vậy thì cái cách tiếp cận lần này sửa luật doanh nghiệp để chúng tôi tiếp cận theo cách hoàn toàn khác là thừa nhận chính thức hộ kinh doanh là một hình thức kinh doanh. Nhưng giống có như vẻ nội dung cá nhân kinh doanh rất nhiều ý kiến trái chiều. Đúng. Và cái thứ hai là chúng tôi xóa bỏ toàn bộ các hạn chế đối với quyền kinh doanh của hộ kinh doanh. Đặt một bài toán ở đây, mục tiêu của chúng tôi là mọi nguồn lực kinh doanh dù kinh doanh đầu tư dưới bất kể hình thức gì thì đều có đầy đủ, được trao đầy đủ cơ hội bình đẳng và trao đầy đủ cơ hội để anh phát huy tất cả những cái lợi ích về hoạt động kinh doanh. Và quyền lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp là quyền của nhà đầu tư. Ông Bắc băn khoăn gì không ạ? Và như thế thì chúng tôi nghĩ là sẽ có hiệu quả hơn. Và thực tế phải cho thấy rằng là có những vấn đề rất là quan trọng mà hiện nay là cái ứng xử giữa các cơ quan nhà nước với hộ và doanh nghiệp là rất khác nhau. Thông thường thì các cơ quan vẫn nhất là công tác kiểm tra này hay là những cái ở đâu đó nếu có cái hiện tượng mà
các cấp mà yêu cầu các đóng góp của doanh nghiệp ấy, thì thường là doanh nghiệp sẽ được hay được đặt ở cái yêu cầu cao hơn trong các hoạt động, hoặc hay được đến thăm hơn, hay được đến thăm hơn. Đấy thì trên thực tế thì chúng ta thấy, và đấy cũng là những vấn đề là người dân người ta cũng không phải là lúc nào người ta chính thức doanh nghiệp và người ta muốn trốn tránh. Như vậy thì vấn đề ở đây chỗ là vậy thì ở tư cách hộ doanh nghiệp thì cũng vừa tức là hiện nay người dân đang ứng xử là một cách, đôi lúc là một cái sự lựa chọn, nhưng mà cái sự lựa chọn đấy là như là một cách tránh né hoặc là bất đắc dĩ phải... chứ cũng không hẳn là vậy. Thì vấn đề ở đây nó lại trở lại cái bài toán về môi trường kinh doanh, tôi hoàn toàn đồng ý. Nên bây giờ cái cách tôi cho rằng là cái thay đổi lớn nhất hiện nay theo tôi là không phải là vấn đề chuyển hộ hay thành doanh nghiệp, như tôi vừa nói phải thừa nhận hình thức kinh doanh đa dạng, nhưng cái lớn nhất là cách tiếp cận của hệ thống pháp luật hiện nay, rồi cái tâm lý của cơ quan quản lý nhà nước. Và rất nhiều người cũng phản ứng là một phần họ không lên doanh nghiệp vì nghe thấy treo cái biển doanh nghiệp là rất nhiều người đến. Không phải là chỉ thuế mà các cơ quan chính quyền nhân dịp nọ dịp kia họ cũng đến, nhưng mà nếu là hộ thì họ bỏ qua. Thế vậy cái không phải chỉ là hệ thống pháp luật mà cả cái tâm lý quản lý, cái thói quen, cách thức tiếp cận. À, như vậy rõ ràng cái những cái thứ đó cũng phải thay đổi để thực sự tạo ra được một cái ta tạm gọi là môi trường kinh doanh. Vâng. Mà nó thực sự là minh bạch, bình đẳng. Vâng. Và khiến cho người ta không, người ta lựa chọn hình thức kinh doanh không phải là vì người ta sợ hãi, mà cũng không phải là vì người ta không có lựa chọn nào khác tốt hơn, mà người ta lựa chọn nó là vì phù hợp với sở thích của người ta. Như tôi vừa nói là năng lực của tôi chỉ có thể bán được 100 bát phở thì tôi lựa chọn là hộ chứ còn lại. Nhưng mà vì ở đây có thể tôi bán hơn, nhưng mà có lẽ tôi cũng rất sợ hãi thành doanh nghiệp nên tôi cũng đành phải lựa chọn hộ. Thì rõ ràng là cái tôi rất đồng ý với ý kiến của anh Bắc là có lẽ căn cơ ở đây không phải là chính sách chuyển, không phải là ưu đãi chuyển, mà quan trọng nhất là tạo ra một môi trường kinh doanh, mà ở đó là cái sự lựa chọn hình thức kinh doanh nó phải là quyết của nhà đầu tư. Vâng, đó là nỗi sợ hãi lớn nhất của các hộ kinh doanh khi mà chuyển đổi lên, đúng không bà Quyên? Vâng, cái nỗi sợ hãi lớn nhất của các hộ kinh doanh có thể khi chuyển lên công ty, thứ nhất là họ nói rằng là bị nhòm ngó nhiều hơn ạ. Họ nói đúng cái từ của dân, của các anh chị là như thế. Cái thứ hai là họ sợ nhất là cũng không tuyển được người. Không tuyển dụng được, họ không biết cách tuyển dụng. Và cái người lao động, người ta cũng không thích làm việc ở những cái nơi mà kiểu như ông chủ là công ty gia đình chẳng hạn. Thường là các bạn đi xin việc thì thích làm việc ở môi trường công ty hơn. Ví dụ thế, nhưng mà tôi thì lại không biết tuyển dụng nên tôi không tuyển đúng được người. Rồi chính sách về lao động, rồi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tôi cũng phải kê khai, rồi thuế, rồi đủ thứ. Và thôi thì cứ chủ hộ kinh doanh đi cho nó đơn giản, thuế nộp kê khai có một lần thôi, thuế đỡ rủi ro. Cho nó đỡ rủi ro và cũng đỡ bị thanh kiểm tra nhiều. Thì đấy là cái tâm lý chung là như vậy. Tôi nghĩ là như thế. Lúc nãy anh Hiếu có nói một cái vấn đề rất là hay, đó là cái cách ứng xử và cái môi trường kinh doanh. Tôi thì quan điểm là môi trường kinh doanh là do chính chính phủ đề ra. Do chính cái chính sách của chúng ta đề ra vậy, chúng ta tạo điều kiện làm sao để cho tất cả các thành phần kinh tế họ cảm thấy họ được ứng xử một cách bình đẳng. Và khi họ có cơ hội để họ làm tất cả mọi cái công việc tối đa hóa cái khả năng của họ thì nền kinh tế tự nhiên sẽ phát triển. Chính xác. Đúng không ạ anh? Vâng. Vậy thì cho dù là chủ hộ nhưng tôi kinh doanh hiệu quả có tốt không ạ? Tốt. Tôi cho xã hội. Vâng, cho xã hội. Mà tôi không thấy có cơ hội gì bắt buộc tôi phải lên công ty. Thôi không sao, đời tôi cứ vậy đã. Thì tôi cũng đã đóng góp cho nền kinh tế rồi. Đúng rồi. Có đúng không ạ? Vậy quan điểm của tôi là như thế. Tôi cũng đồng ý như vậy. Như vậy thì tôi cho rằng là cái nỗ lực hiện nay có lẽ rằng nên giảm bớt cái việc mà chúng ta quá nỗ lực trong cái việc mà chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Mà nỗ lực ở đây có lẽ phải thay đổi. Là chúng ta phải thực sự là tạo ra một môi trường kinh doanh. Mà ở đó cái gánh nặng pháp luật, cái gánh nặng chi phí về ta tạm gọi là tuân thủ pháp luật ấy, nó phải tương xứng với lại quy mô kinh doanh, tính chất kinh doanh, chứ không phải là nó lại tương xứng với lại cái tên gọi là công ty cổ phần hay là công ty trách nhiệm hữu hạn. Bởi vì chúng ta biết rằng là có nhiều hộ kinh doanh quy mô lớn hơn rất nhiều một công ty cổ phần. Có rất nhiều những công ty cổ phần hay trách nhiệm hữu hạn, tôi khẳng định quản lý có khi còn kém hơn cả hộ kinh doanh. Thế như vậy rõ ràng là cái cách như vậy ở đây phải thay đổi căn bản cả về một cái cách tiếp cận chính sách về môi trường kinh doanh nói chung. Và được đầu tiên thì tôi vẫn tin rằng là như vậy, thay vì chúng ta cứ vận động, thay vì chúng ta cứ động viên, rồi thay vì chúng ta cứ dùng mọi nguồn lực để bắt họ chuyển đổi từ cái nọ thành cái kia, thì nếu như chúng ta tạo ra một môi trường kinh doanh tốt và để cho mọi cái như tôi vẫn tâm niệm rằng là để cho mọi cái hình thức kinh doanh nó đều có cơ hội để phát huy và đóng góp tối đa cho nền kinh tế thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều và nó hiệu quả hơn rất nhiều so với việc chúng ta lại cứ chăm chăm vào việc chuyển đổi.
Dạ. Vâng. Trình Quốc hội dự thảo luật doanh nghiệp sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, quy định về nội dung và nguyên tắc cơ bản của quy định về hộ kinh doanh là tiếp tục thừa nhận sự tồn tại của hộ kinh doanh là một hình thức kinh doanh. Bên cạnh các loại hình doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, đảm bảo sự đa dạng hình thức kinh doanh, trao thêm quyền cho nhà đầu tư lựa chọn hình thức kinh doanh phù hợp, không ép buộc hành chính hộ kinh doanh phải chuyển thành doanh nghiệp hoặc xóa bỏ hình thức hộ kinh doanh mà trao thêm quyền cho nhà đầu tư lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp. Nhằm đảm bảo mọi nguồn lực đầu tư dưới bất kỳ hình thức nào, dù là doanh nghiệp hay hộ kinh doanh thì đều có cơ hội phát huy tối đa tiềm năng và lợi ích cũng như là đóng góp cho sự phát triển kinh tế. Dự thảo luật đã bổ sung một chương quy định về hộ kinh doanh, quy định rõ địa vị pháp lý và trách nhiệm dân sự của hộ kinh doanh phù hợp với quy định của Bộ luật dân sự, bãi bỏ hạn chế của quy định hiện hành đối với hộ kinh doanh như là chỉ được sử dụng dưới 10 lao động. Bổ sung quy định về chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp nhằm khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Qua đó thì phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư dưới hình thức hộ kinh doanh. Nhất trí với dự án luật doanh nghiệp sửa đổi, nhiều đại biểu cho rằng hộ kinh doanh sẽ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi, vị trí pháp lý của hộ kinh doanh được quy định rõ ràng. Được chính danh trong luật doanh nghiệp sửa đổi lần này, hộ kinh doanh sẽ có thêm nhiều điều kiện thuận lợi. Vị trí pháp lý của hộ kinh doanh được quy định rõ ràng, hộ kinh doanh được đứng tên trong các giao dịch kinh doanh, xin giấy phép và được bảo hộ theo các quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh được gỡ bỏ các hạn chế về quyền tự do kinh doanh, về phạm vi và quy mô hoạt động. Hộ kinh doanh được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ quy định tại luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chính sách có liên quan khác. Đăng ký hoạt động của hộ kinh doanh không thay đổi vì vẫn giữ nguyên hệ thống đăng ký ở cấp huyện như hiện nay, hơn nữa còn tạo điều kiện để thống nhất hệ thống đăng ký doanh nghiệp, bảo đảm yêu cầu kết nối và minh bạch. Chế độ ghi chép sổ sách kế toán và nghĩa vụ thuế đối với hộ kinh doanh cũng không thay đổi. Thanh tra kiểm tra thủ tục hành chính cũng không nặng thêm vì vẫn thực hiện bình thường theo các quy định của pháp luật. Nếu chúng ta đưa họ vào một cái luật doanh nghiệp thì thứ nhất là chúng ta đã xác nhận họ đấy là một loại hình doanh nghiệp. Thì người ta có địa vị pháp lý và địa vị kinh doanh và có địa vị trong xã hội kinh doanh. Bởi vì trong xã hội chúng ta hiện nay đang tồn tại một cái lực lượng rất lớn mà đảm bảo rất nhiều cho lao động mà tôi đã phân tích trước đây. Cái thứ hai là đảm bảo rất nhiều cho vấn đề tham gia vào cái kinh tế của đất nước. Thì tại sao trong cái luật này chúng ta có nhiều ý kiến để không cho vào? Cho nên là tôi thấy là rất là ủng hộ cái việc mà chúng ta nên cho vào để đảm bảo cái quyền lợi và nghĩa vụ cho người ta. Về phía quản lý nhà nước, đưa hộ kinh doanh vào luật doanh nghiệp cũng không phát sinh thêm chi phí và bộ máy vì vẫn duy trì phân cấp quản lý hộ kinh doanh như hiện nay. Thu ngân sách nhà nước lại có thể tăng thêm khi các hộ kinh doanh hoạt động bài bản hơn, minh bạch hơn thì sẽ giảm thiểu sự thỏa thuận thuế giữa hộ kinh doanh và cán bộ thuế, giảm được sự nhũng nhiễu và tham nhũng vặt. Chúng ta thấy rằng rất nhiều năm mà trên thực tiễn chúng tôi cũng thấy là rất nhiều hộ từ cách đây mấy chục năm rồi. Tôi biết là họ đã mấy chục năm nay rồi, họ không hề lên doanh nghiệp. Họ vẫn cứ khoán thu, khoán thuế, khoán đủ thứ. Đó. Và tôi nói cái này là một trong những cái kẽ hở để mà gây thất thoát thuế, gây cái chuyện bắt tay nhau, khoán với nhau rồi rất nhiều thứ ở trong này. Không phải đơn giản đâu, thực tế nó đang như thế đó. Thế thì bây giờ xử lý cái này thì giờ như thế nào? Ngoài chuyện vận động, ngoài chuyện tạo cái cơ chế hành lang pháp lý, ngoài các thứ, thì tôi nói cái chuyện mà nếu mà đưa vào trong luật này, siết từ từ vào trong luật này, có nên hay không? Cũng phải có cái tính như vậy. Chứ nếu chúng ta không quyết liệt, không nhanh, không nữa thì tôi xin thưa ai cũng kêu khổ, ai cũng kêu là ấy không thể lên được. Hiện nay mà không có quản lý thì như các đại biểu phát biểu ấy, là cái việc tham nhũng vặt, bắt tay, thỏa hiệp, để mà có thể là du di, đặc biệt là trong cái phần thuế khoán nhức nhối trong thời gian qua, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có một cái đánh giá thấu đáo rõ hơn để có thể luật hóa. Còn không thì cái phần này có thể là chúng ta đề cập, nhưng mà sau đó thì cái nội dung có thể là giao cho chính phủ quy định bằng một cái nghị định. Từng bước thì tôi cho rằng nó sẽ khả thi hơn.
Dù tán thành việc sửa đổi luật, nhiều chuyên gia cũng băn khoăn về việc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo luật, chưa làm rõ các vấn đề về quyền của hộ kinh doanh trong khả năng tiếp cận vốn thuận lợi hơn, hệ thống kế toán đơn giản thuận tiện, cần làm rõ quy định mới nào trong dự thảo là nhằm tạo điều kiện cho hộ kinh doanh phát triển hơn. Chính sách, ý tưởng chính sách thì tốt, nhưng mà nó không thực tế và không đi vào vận hành được. Ví dụ như các chính sách của chúng ta sau này thì thường có một trào lưu là đưa ra rất nhiều ưu đãi, rồi là cam kết của nhà nước tạo bình đẳng, rồi khuyến khích, rồi là ưu đãi thế nọ thế kia. Nhưng nhà nước có nguồn lực đâu để mà ưu đãi cho người ta. Cái cách phân bổ nguồn lực bây giờ thì vẫn hầu hết là rơi vào tay một số doanh nghiệp lớn, rồi doanh nghiệp nhà nước, rồi đầu tư nước ngoài được ưu tiên. Đến vào tư nhân, đến hơn 60.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động cũng còn khó khăn trong tiếp cận nguồn lực. Lấy đâu là cho nguồn lực đó mà trải đều được cho cả triệu hộ kinh doanh như thế này. Anh như những cái quy định mà nó không thiết thực, không thực tế thì nó sẽ không thực hiện được. Và rồi thì những khó khăn của người ta về chế độ kế toán thống kê như thế nào, thanh tra kiểm tra ra sao, có mở rộng được thị trường không, tại sao cái năm điều này nói là đưa vào mà mở rộng được thị trường ngay cho họ, tôi thấy không có gì cả. Còn nói đến thuế mà đưa vào thu tăng, tôi cho rằng tăng là do sản xuất phát triển, thuế là thu theo luật. Còn hộ kinh doanh người ta đến mức nào người ta phải nộp thuế, mức nào chúng ta có luật thuế thu nhập doanh nghiệp rồi, luật thuế thu nhập cá nhân rồi. Cho nên tôi cho rằng là không phải là kỳ vọng đưa năm cái điều này chẳng có gì mới cả, mà rất đơn giản rõ ràng vào để chúng ta kỳ vọng quá nhanh lọc phát biểu. Cho nên quan điểm của tôi là nếu đưa vào là một nội dung điều chỉnh thì phải viết lại toàn bộ cái này. Doanh cũng có nguyện vọng làm ăn lớn, mở rộng quy mô, kinh doanh chuyên nghiệp hơn, nhưng lại chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về kỹ năng quản trị trong giai đoạn hội nhập hiện nay. Điều này khiến các cái doanh nghiệp thiếu tự tin, các cái hộ doanh nghiệp thiếu tự tin, chấp nhận nằm im để kinh doanh an toàn. Và một số cái doanh nghiệp cũng cho rằng nếu như chuyển đổi nghĩa vụ pháp lý sẽ nhiều hơn, ví dụ như các cái giấy phép liên quan, giấy phép môi trường hoặc là các cái cuộc thanh tra kiểm tra thủ tục kế toán kê khai nó sẽ phức tạp hơn, làm tăng chi phí gián tiếp. Hoàn thiện chính sách pháp luật về hộ kinh doanh là cần thiết. Tuy nhiên, quy định về hộ kinh doanh trong dự thảo còn đơn giản, chưa định danh rõ địa vị pháp lý của hộ kinh doanh. Chính sách đối với hộ kinh doanh cả về mục đích quản lý hay tạo điều kiện cho phát triển đều chưa rõ ràng. Quy định như dự thảo thì hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp, nhưng lại quy định trong luật doanh nghiệp lên khá khiên cưỡng. Cụ thể, chương 1, chương 2, chương 9 là chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp và không áp dụng đối với hộ kinh doanh. Luật hóa hộ kinh doanh là cần thiết, vấn đề là quy định trong luật doanh nghiệp có hợp lý không, theo tôi cần nghiên cứu xây dựng theo hướng. Nếu coi hộ kinh doanh là doanh nghiệp thì cần ban hành riêng luật hộ kinh doanh hoặc trước mắt giao cho chính phủ ban hành nghị định về hộ kinh doanh, sau đó sẽ luật hóa. Không đồng tình với việc đưa hộ kinh doanh vào dự án luật doanh nghiệp, các chuyên gia cho rằng việc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo luật này là không phù hợp vì luật doanh nghiệp quy định về việc thành lập tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Hộ kinh doanh nếu như chúng ta coi nó là một loại hình doanh nghiệp, nếu không coi nó là một loại hình doanh nghiệp thì theo tôi không nên đưa vào. Thứ hai là vấn đề hộ kinh doanh cá thể không phải là quy định chính thức thành luật, mà vấn đề của nó vẫn là triết lý của luật doanh nghiệp, đó là giảm rào cản hoạt động kinh doanh, tự do hơn trong hoạt động kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ, giảm rủi ro. Và khi mà tất cả môi trường kinh doanh nó minh bạch như thế thì người ta sẽ không những cái này nó chuyển thành doanh nghiệp mà các doanh nghiệp này cũng sẽ phát triển một cách mạnh mẽ hơn. Cho nên hãy áp dụng tinh thần của luật doanh nghiệp trong việc xử lý các vấn đề của hộ kinh doanh cá thể, chứ không phải quy định làm tăng thêm chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh cá thể và tạo ra khá nhiều vấn đề pháp lý, rủi ro pháp lý trong bản thân nội bộ các hộ kinh doanh cá thể và hộ gia đình. Theo tôi, đây là một tối kiện, không một phải là một sáng kiến trong cải cách luật pháp và thúc đẩy kinh tế thị trường Việt Nam. Thẩm tra dự luật, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với hộ kinh doanh là cần thiết. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế cho rằng việc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo luật là một vấn đề rất lớn, phạm vi rất rộng, cần đánh giá kỹ tác động, lấy ý kiến rộng rãi của đối tượng chịu tác động, hộ kinh doanh, đề nghị cân nhắc nghiên cứu xây dựng một nghị định riêng về hộ kinh doanh, đảm bảo khuyến khích quản lý hộ kinh doanh để họ phát triển sản xuất kinh doanh theo năng lực và tuân thủ pháp luật. Khi đủ điều kiện sẽ xây dựng một luật riêng về hộ kinh doanh. Ủy ban Kinh tế đề nghị rà soát bổ sung quy định chặt chẽ nghĩa vụ hộ kinh doanh phù hợp với quy định của luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.
Hôm nay thì chúng tôi mời tới trường quay này là các chuyên gia này, những người tư vấn, những người lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp. Sau này thì sẽ xuất hiện thêm các hộ kinh doanh, thêm các doanh nghiệp, thêm những người làm chính sách, thì chúng ta sẽ có những góc nhìn nó đa chiều hơn, nó khách quan hơn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy là cái câu chuyện môi trường kinh doanh chúng ta theo đuổi mấy năm nay rồi, ông đúng không ông Hiếu? Chúng ta tổ chức rất nhiều các chương trình đối thoại ở VTV thường xuyên là phản ánh ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp liên quan đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, thì chúng tôi nghĩ là vẫn là một chủ đề rất là cập nhật, rất là nóng bỏng, rất là thiết thực đối với doanh nghiệp, và chúng ta sẽ tiếp tục cùng không chỉ đối thoại mà rất nhiều chương trình khác bàn tiếp về chủ đề này và mở ra một cái môi trường kinh doanh tốt hơn, thông thoáng hơn, tạo điều kiện hơn cho doanh nghiệp. Và còn câu chuyện hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp thì chúng ta sẽ bàn tiếp ở số đối thoại sau nữa. Thì chúng tôi rất là cảm ơn ba khách mời vì thời lượng có hạn nên với một chương trình đầu tiên là cũng đã rất là nhiều thông tin rồi ạ. Thì hy vọng là sau này sẽ có nhiều dịp được mời khách mời tham gia các chương trình đối thoại để chia sẻ những góc nhìn và quan điểm của các khách mời về chủ đề mà đối thoại đưa ra. Xin cảm ơn ba vị khách mời. Chúng tôi cũng rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV, www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.